Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ở nhà làm cây ha. Đây, cây này là cây tùng kim cương. Cái thân từ đây lên quẹo qua đây thôi, thành cái thân chính, bỏ khúc này đi nè. À, khúc này sẽ bỏ đi để chơi khúc này thôi. Cái thân cỡ cổ tay như thế này, thật ra tùng rất là khó chiết ha các bạn ha. Những cái rễ này nè, và những cái rễ này nó cũng chuyển màu vàng luôn rồi, là mình có thể cắt ra để nó dày hơn trên. Sẽ làm như thế này, nó nằm trong mấy cái khe này nè. Khi bao ni lông ấy rồi nó chèn chèn ở đây mà chúng ta kéo mạnh ra cái là nó đứt cái rễ luôn, là cong cốc luôn. Quên rồi, phải lục trước. Ok, chúng ta lèn xuống từ từ ha, để mình đi lấy cái cây gì để mình lèn lèn vô coi. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẽ ở nhà làm cây ha. Đây, giới thiệu với các bạn. À, mình đã có giới thiệu trước thì cây này là cây tùng kim cương. Đây là cây zin của nó ha. Thì các bạn thấy là cái thân của nó đó, nó mình thì mình chủ định là mình chơi bonsai, nhưng mà cái thân của nó không có được đẹp, cho nên là mình đã chiết ra nhiều khúc để mình chơi những cái cây nó nhỏ hơn và cái dáng nó đẹp hơn. Đó, thì cái công việc ngày hôm nay các bạn thấy là đây là cái thân này, là cái thân mình sẽ tính bỏ ha. Mốt mình đạo gốc này lên, bỏ khúc này đi, mình sẽ chơi cái thân từ đây lên quẹo qua đây thôi, thành cái thân chính, bỏ khúc này đi nè. Nhưng mà thay vì giờ bỏ cái cây vậy thì nó uổng quá. Các bạn biết cây tùng á, mà nuôi lên được cái cốt cỡ này cũng chua ăn lắm nha, rất là lâu thời gian. Đó, thì cây này mình trồng ở đây chắc cũng phải 7-8 năm rồi đó. Đó, thì không muốn phí như vậy cho nên là mình đã chiết ra nhiều khúc. Ví dụ như cái thân này thay vì bỏ đi nè, nguyên cái khúc này thay vì bỏ đi nè, thấy không? À, khúc này sẽ bỏ đi để chơi khúc này thôi. Thì mình thấy tiếc quá, rất là nhiều năm mới lên được cái thân cỡ cổ tay như thế này. Tại vì cái gỗ của thằng tùng ấy, nó cũng rất là chắc ha, rất là lâu để nó phát triển nó lớn, cho nên quyết định chiết trên ngọn một khúc, chiết trên ngọn đây một khúc. Đó, rồi cái cây này mình mốt mình sẽ chơi cây tiểu thôi, còn mình chiết thêm dưới này một khúc nữa. Cái hay là thật ra tùng rất là khó chiết ha các bạn ha, so với lại linh sam đồ này nọ là nó rất là khó chiết, nó rất là lâu ra rễ. Đó, thì mình chiết đại đây thôi, thay vì bỏ mình chiết đại, mà ai ngỡ ra rễ luôn bạn, ra rễ luôn. Đó, thì bây giờ á, vấn đề ngày hôm nay á là cây này mình chiết hai khúc, thì cái khúc này lại là nằm khúc dưới. Đó, mà cái khúc dưới này nó lại ra rễ trước, còn cái khúc trên này chưa ra rễ nè. À, khúc trên này chưa ra rễ mà khúc này ra rễ rồi. Anh thấy không? Những cái rễ này nè, và những cái rễ này nó cũng chuyển màu vàng luôn rồi. Điều này có nghĩa đó là mình có thể cắt ra, mình đi ươm vô chậu và để trong chỗ mát ha. Nhưng mà các bạn thấy, nếu mà đối với trường hợp mà chúng ta phải cắt ra cái cây này ra để mà chúng ta ươm vô rễ á, thì chúng ta phải tỉa bớt mấy cái lá này. Đó, phải tỉa bớt mấy cái lá này đi. Tại vì mấy cái lá này khi mà chúng ta để nhiều quá là nó sẽ dễ mất nước, cây nó không nuôi nổi, tại vì rễ nó còn đang yếu mà. Chúng ta mới chiết ra có chút xíu rễ thôi. Rễ chức năng của nó là sẽ hút chất dinh dưỡng lên, nước lên để nó nuôi cái lá. Lá thì có chức năng là thở, có nghĩa là thoát cái hơi nước đồ ra, quang hợp đồ này nọ các thứ. Đó, lá nó rút lên, rễ thì nó cung cấp. Thì chơi cây hay hồi đó chơi cây đồ này nọ, nghe các gọi là các tiền bối đồ giải thích đồ cây cối hay lắm bạn. Nghĩa là cũng có khoa học trong đây, nói chung rất là có nhiều khoa học ở trong cái bộ môn này luôn. Thì nhưng mà do chúng ta không có đào sâu nó, chúng ta thấy nó chúng ta hiểu nó không có được sâu, thì cái mấy tật tiền bối á, hình như là bác Bonhe hồi xưa mình chơi diễn đàn á, là nói là cái định luật gọi là bảo toàn, gọi là năng lượng ha. Đó có nghĩa là ở trên dưới nó phải cân bằng nhau. Nếu mà ở dưới đây mà nó ít rễ quá, có nghĩa là nó sẽ cung cấp cái dinh dưỡng nó ít, thì trên này chúng ta phải ít lá lại để cho nó tiêu xài ít đi. Tương tự như cuộc sống, ví dụ như mà thu nhập chúng ta thấp thì chúng ta phải giảm bớt chi tiêu cho nó hợp lý, thấy không? Chứ còn thu nhập thì thấp mà ăn xài cho cố vô, lá quá nhiều tức là phải xài nhiều năng lượng là nó sẽ bị chết liền, nó bị hụt năng lượng liền, thấy không? Ở dưới này không cung cấp đủ năng lượng cho trên này thở. Cho nên bây giờ á, mình mà cắt cái này ra đó, mình ươm vô mình trồng vô cái chậu á thì cũng ok, nhưng mà với điều kiện là mình phải bấm tỉa bớt lá đi ha.
Đặc biệt cái cây tùng á, nếu mà các bạn cắt chụi lũi luôn là nó cũng chết luôn. Có những cái loại cây nó chụi lũi luôn thì nó sẽ sống, nó vẫn sống được. Ví dụ như là linh sam đi, linh sam các bạn cắt hết lá luôn là nó sẽ nhảy ra tược non. Mỗi cây nó có mỗi cái đặc tính, mỗi cái kiểu khác nhau, chúng ta phải hiểu từng đặc tính loại cây chúng ta làm mới đúng. Thì nếu mà cây linh sam các bạn cắt chụi lũi luôn nó vẫn ra mầm được, nhưng mà đối với cây tùng mà các bạn cắt chụi lũi luôn là nó sẽ chết luôn. Nó cần phải có lá thở ha. Cho nên là nếu mà cắt ra này thì phải tỉa bớt lá, nhưng mà vẫn phải tỉa bớt những cái lá này, nhưng mà vẫn phải để một ít lá cho nó thở thì nó mới sống được, và phải để vô mát. Tuy nhiên á, cái trường hợp ngày hôm nay á, là cái cây này nó phần trên này nó chưa ra rễ nè, nhưng mà phần dưới ra rễ rồi, cho nên là mình không thể cắt cái này. Thấy không, mình đang, nếu mà mình cắt cái này á là ở trên này nó không còn cái gì nuôi nữa, là cái này nó sẽ chết luôn đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ dùng một cái phương pháp khác, mình dưỡng thêm cái này. Cái bo chiếc này là cũng 8-9 tháng rồi nó mới ra rễ nha các bạn ha, rất là lâu. Mình là mình tưởng nó chết luôn rồi, nói chung là làm đại thôi, thấy uổng quá làm đại thôi, ai ngờ lại ra rễ, chứ không là mình cũng tưởng nó chết. Nhưng mà thay vì trước sau gì, nếu mà không làm nó thì nó bỏ đi thì cũng phí, cứ làm thử đâu biết đâu được. Bây giờ mình sẽ đi vô đây mình lấy một số đồ để mà mình chuẩn bị cho cái việc làm này ha. Sẽ dưỡng rễ, từ từ mốt có cây chơi. Đây là những hồi xưa mình mua nhiều lắm, mà giờ hồi xưa là có kìm cạp, kìm đồ đằng này em nọ, đồ bonsai cũng đã lắm các bạn. Nhưng mà xài lúc đó mình làm mấy cái cây lũa, cây đồ này nọ thứ thì nhiều đồ. Còn giờ chơi toàn là mấy cái cây chiết ra, cho nên là cái bộ dụng cụ giờ nó cũng gọn ha. Kéo tỉa với cây cưa thôi. Cưa này cũng xịn lắm mà, cưa này 8-900 ngàn á. Hàng của Nhật. Mấy in Japan ha. Gấp luôn rất là gọn luôn. Đồ bonsai cũng nhiều cái đẹp lắm, mốt có thời gian sưu tầm. Ok, bây giờ việc này cũng đơn giản thôi, cần một cái kéo thôi, kéo để mình làm đồ. Vừa bón cái gà, cái gà ăn bảy chết, cái gà ăn bảy chết rồi chết. À, tới ngày lấy hả, ấp nở không? Đây, lấy thêm một cái này. Cái này á thì để thêm một thời gian nữa rễ nó sẽ kín cái chỗ này luôn. Đó thì nó nói chung là đất á, cái chỗ mình bọc vô này nó rất là ít. Nó rất là ít đất cho nên là rễ nó ra nó sẽ không tốt. Đó, bây giờ mình sẽ cắt cái này, mình nhét cái này vô trong đây nè để mình thêm đất cho nó. Ha, thêm đất cho nó rồi mình sẽ để nó thêm chắc cầu mình nghĩ chắc ít nhất cũng phải 6 tháng nữa cho cái này á, cái này nó phải ra rễ. Khi mà cái này ra rễ rồi á thì mình sẽ cưa cái này đi, mình đem đi trồng. Đó thì lúc đó là cái chỗ này nó cũng thêm rễ rồi, rồi mình cưa cái này ra mình trồng là mình thành được 2 cây à, thì tiết kiệm ha. Thì giờ mình sẽ cùng làm cái này luôn. Bữa giờ là rất là nhiều cái dự án mới mà anh em mình sẽ triển khai trong thời gian sắp tới, rồi đi quay clip, đi quay xa các kiểu nữa, nó khá là bận bịu. Thì hôm nay có thời gian ở nhà là chơi cây. Cắt tạo cái vòng tròn để mình bọc vô cái cây kia. Cắt nó xèo vậy. Đế nó dày hơn trên. Kéo này hơi lục rồi. Đây các bạn, mình sẽ làm như thế này. Sẵn ở đây nó có cái thanh ga nè, hai cái này cũng chưa ra rễ nè, thì mình sẽ cho cái này nó ngồi lên chỗ này để mà nó vững vàng. Bỏ uổng đó các bạn, nuôi một cái cây rất là lâu, cùng dương díu tà le.
dướng trên cái cạnh đây nữa. Đó, lát mình sẽ cột hai này lại với nhau. Vô cho nó sẽ nhiều được nhiều cái đất vô. Mình sẽ tháo cái bọc này ra nè. Đó, trọng này vô. Mình bỏ cái nhánh này luôn không? Bỏ nhánh này cho đỡ vướng. Nhánh này có làm gì không ta? Nhánh này thì nó sẽ kéo dinh dưỡng lên thôi. Nhánh này bự không? Bỏ luôn. Bỏ luôn cho dễ nhét vô. Bỏ vướng. Này ngay nằm sát rễ quá thì cũng không làm gì. Mà đó các bạn thấy nhờ nhiều khi cái tay này nó kéo dinh dưỡng lên mà nó này nó ra rễ nhiều nè, nằm sát rễ nè. Thôi mình cứ để đi. Để đi cho nó dù phụ nó kéo dinh dưỡng. Chính cái này là nó giống như cái máy bơm ha các bạn ha. Ở trên này là nó quang hợp nè. Rồi nó sử dụng nó dinh dưỡng nó kéo lên thì cái này giống như cái máy bơm vậy, nó mới kéo cái dinh dưỡng từ đây thì nó mới kích thích cái rễ nó phát triển ra. Ok, để mình lấy sợi dây nha. Đây. Này để dành cột lại. Khi mà chúng ta thao tác mấy cái này á là chúng ta phải kỹ lưỡng ha, tại vì nó dễ bị đứt rễ lắm. Mình lúc trước mình làm ẩu ẩu nó đứt rễ. Hồi xưa mình mua nhiều cây tùng này đó các bạn, mấy trăm cây á, mà lúc đó về là chưa có hiểu về cái cây tùng mà tùng Việt Nam thôi chứ không phải tùng kim cương này ha. Thì lúc đó về là sửa theo kiểu mà sửa mai chiếu thủy vậy đó, cái là cưa sát rạc luôn, không còn lá thở luôn, cuối cùng đi bụi hết luôn. Sau này mới biết ra là phải chừa lá thở cho nó đối với tùng, chứ nó không có giống như mấy cây khác ha. Ồ, con này con gì đẹp quá à. Một cái loài côn trùng gì đó đại loại như là châu chấu cào cào vậy, kiểu dạng đó đó. Thấy đỏ không? Đó, kiểu dạng câu nói mà nó đầu nó bè bự ra. Rồi, nhảy mất tiêu luôn. Anh em, tất nhiên là mình nói những anh em mà trẻ chưa có biết bộ môn này ha. Còn trong đối với bonsai thì rất là nhiều người giỏi đi trước rồi, mình không dám ý kiến ha. Còn cái này là những anh em nào trẻ mà bắt đầu yêu thích, nói chung là cảm thấy hứng thú với cây cối đồ, thử chơi bonsai. Nó giúp ích cho, nó cũng phát triển bản thân những cái kỹ năng, những cái tính cách đồ tốt lắm á. Mình lúc trước là cũng ẩu hơn nhiều, nhưng mà từ ngày chơi đồ á là biết gọi là kỹ lưỡng hơn, rồi biết này nọ hơn. Quấn kiểu này nó cũng hơi khó. Cái này thì người ta dùng cái bao ni lông người ta quấn lại rồi nó xoắn, đâm ra là giờ mở ra cũng hơi mệt á. Mở ra thì rất là dễ, nhưng mà làm sao để cho không có bị đứt rễ á, tại vì bây giờ rễ nó còn rất là non hay rất là mềm, chỉ cần sơ sẩy yếu một cái thôi là nó bung, nó đứt luôn. Này rễ nó nằm trong mấy cái kẽ này nè, phải từ từ gỡ ra chứ kéo cái ào cái là rễ nó đi theo luôn. Nó nằm trong mấy cái khe này nè. Này em đi qua góc cánh bên này. Thấy không? Nhiều khi bao ni lông ấy đâu nó chèn chèn ở đây mà chúng ta kéo mạnh ra cái là nó đứt cái rễ luôn, là cong cóc luôn bao nhiêu tháng trời. Nó rất là dễ gớt nè, thấy không? Cánh quá, ngồi đây không thấy cánh kia kéo cái đi bụi luôn. Mặt bên này cũng nhiều rễ nè. Anh em mà khi chiếc cây mà thấy nó ra rễ là cũng phải chờ thêm một thời gian nữa.
rễ nó chuyển cái màu vàng thì chúng ta mới gọi là có thể nghĩ tới chuyện cho ra ngoài ha, chứ rễ mà còn trắng á, là không được, chưa được. Ví dụ chúng ta nhìn vô chúng ta thấy đây nó có hai màu rễ, cái rễ trắng rễ rễ nó mới mọc ra nó rất là yếu, cái rễ vàng vàng á rễ là nó hơi già rồi. Mình cũng rất kỹ luôn á. Dạ. Hãy dướng cái cây này ở đây nè, kéo nhẹ nhẹ ra tìm. Ok. Đó, bạn thấy khi mà bỏ rễ á thì người ta sẽ khoanh một cái đường đây, cắt cái lớp da ra, bỏ cái lớp da ra ha. Thì ở ngoài đây là lớp da, ở trong đây nó có những cái lớp thịt, là nó có những cái ống để nó truyền dinh dưỡng lên đó. Rồi nó có thêm cái lớp từ để truyền dinh dưỡng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nữa nè. Ví dụ như cái rễ này nó rất là dễ gãy ha, lúc nó còn trắng á. Đó, chỉ cần gỡ ra mà nó đó, rất là non, rất là dễ gãy. Anh em mà chiếc cây thấy còn non thì đừng có đụng vô ha, rất là dễ gãy. Còn nó chuyển sang vàng vàng vậy là tương đối ok ha. Còn cái này nè, mới lú nè, chắc nhách luôn đó. Để đang lát dục. Bây giờ cái tiếp theo khó khăn á, là mình sẽ cho cái này vô đây mà làm sao đừng có đi đứt cái rễ này. Thêm một miếng nữa. Khó dữ à. Đừng vô cho rộng. Hồi hộp các bạn. Sợ đứt rễ. Đứt rễ là cốc cốc. Cho rễ nằm vô chậu. Nói chung là ở này nó cũng tương đối nhiều rễ rồi. Mấy cái dưới mà nó gãy thì cố gắng hạn chế, càng ít gãy càng tốt ha. Rất là giòn. Quên lại lục trước. Tại vì mình là vừa nói vừa làm là không được rồi. Vừa nói vừa làm là dễ bị sót. Đục trước, đục lỗ này chi không? Đục để lát xỏ dây ha. Cột lại. Ok. Qua góc bên này. À, bây giờ nó chưa có đất vô á cho nên là khó chỉnh, nhưng mà lát nữa mình vô đất đồ á thì nó chặt hơn, dễ chỉnh hơn.
Sẽ khoét thêm một cái lỗ ngay dưới đây nữa để cho nó chặt lại. Đúng ra phải đục nãy trước các bạn, quên nói chuyện quên. Cắt xong canh đục hai lỗ dễ hơn. Trời, khó quá, xỏ chỉ luôn kim. Ok. Giờ mình ở trong này lúc mình cắt nó còn một cái lỗ khá là bự ở đây nè, thì có thể là nó sẽ bị rớt đất ra ngoài. Chúng ta lấy gì đó chúng ta nhét vô. Đấy, cây này nằm hơi méo, với lại đây nó còn một cái mối chiếc mà mình nó chưa ra rễ nè, cho nên là mình cố gắng mình giữ. Chứ giờ mình cắt cái này đi, giờ mình cắt cho nó thoáng cái chỗ mà mình làm thì nó sẽ dễ hơn. Lát mình lèn đất vô ấy là nó cũng chặt. Cho cái này cho nó đỡ rớt đất thôi. Nó cũng không có gì nó quan trọng lắm. Rồi, ok. Bây giờ sẽ kiếm đất đổ vô ha các bạn. Coi có chậu nào mà chết rồi không? Nè, như chậu này chết queo rồi nè. Này cũng ghim mà nó không ra rễ được. Ôi có rễ sao chết ta? Nè rễ nè. Có rễ mà sao chết queo. Sống nổi. Này là dùng phương pháp dâm thôi nha, ghim dâm thôi nữa. Nó cũng lên rễ. Ok, chúng ta lèn xuống từ từ ha, để mình đi lấy cái cây gì đó mình lèn lèn vô coi. Làm nhẹ nhẹ thôi, đâm từ ngoài ngoài vô coi chừng nó trúng mấy cái rễ kia đất ha. Đó, thì mình cho nó thêm đất vậy nè, cái rễ nó sẽ phát tiếp. Nó phát, nó to, nó khỏe ra. Thì mới mốt mình lấy ra ngoài á, mình trồng vô chậu á thì nó còn khỏe hơn. Giờ rễ nó cũng còn hơi ít. Anh em nào mà thích thì cứ
chơi thử bonsai xem sao. Vui á. À, mình nhớ lấy tay á, mình hoặc là cái cây á, mình chọt cho đất nó xuống ha, chứ còn nhiều khi mình ém ém nhẹ nhẹ thì nó nằm mặt trên thôi, chứ còn mặt dưới thì đất nó chưa có xuống được đâu. Thì cái này nó cái vợ cái chậu này bằng nhựa nè cũng dễ, chúng ta dùng kéo tay chúng ta kéo hơi mạnh ra chút xíu thì nó sẽ tạo ra những cái khoảng không để cho chúng ta làn đất vô. À, kéo nhẹ thì nó nhóm ra một cái là chúng ta có thể làn đất vô trong, làm kỹ kỹ một chút. Rồi lát chúng ta sẽ còn tưới nữa, tưới cho đất nó dẻ, nó đi theo nước á, nước nó đi tới đâu đất nó lồn xuống ra đó, thì cái rễ nó mới ấm được. Còn rễ mà nó không có được bám đất á, nó lỏng lẻo á là không được. Mình sẽ tập trung cái đoạn khu vực này trước. Bữa đi thăm vườn của Long bonsai tượng đá thì mấy anh em bên chơi cây hồi xưa bắt đầu comment nói Nam Ngô đã trở lại chơi cây. Hồi xưa chơi ghiền lắm các bạn, ghiền. Các bạn chơi thì mình nghĩ là cũng sẽ ghiền á. Mà có một cái tín hiệu mừng là cái ngày xưa á là gọi là chơi cây cảnh á, bonsai đồ này nọ thì cái đối tượng là hơi lớn lớn tuổi ha. Còn bây giờ thì sẽ được trẻ hóa, càng ngày càng trẻ hóa. Thời mình chơi 7-8 năm trước, lúc mình chơi bonsai nhiều là lúc đó cũng là rất là trẻ, anh em chơi cũng trẻ hóa rất là nhiều. Thì lúc đó mình cũng thuộc trẻ măng luôn, chơi từ năm 20 mấy tuổi rồi. Rồi nó chặt, phải tím thêm một cái chậu nữa. Cái này không đủ đất cho nó. Coi coi còn chậu nào chết không. Đây chết queo rồi. Năm nay là Tết đến sớm hơn mọi năm ha. Bà con thì không biết Tết năm nay quê về quê làm sao, mà cuối năm thì nghe có cũng có đọc báo đồ cũng biết có mấy tin không có được thuận lợi lắm, ví dụ như là những cái công ty, những cái hợp đồng đồ này nọ về gia công hay là cái gì đó là không có hợp đồng nữa, cho nên là phải gọi là gì ta, coi như là sa thải thì không đúng, mà gọi là gì kiểu dạng giống như là cắt nhân sự tại vì không có hợp đồng đó, mấy ngàn người. Giờ có những người đọc báo tội nghiệp, có những người người ta gắn bó với công ty lâu đời rồi, nhưng mà đó tình hình kinh doanh nó không có được tốt, diễn ra tốt đó, cho nên là buộc lòng cắt nhân sự thì người ta cũng chế với luôn. Có những công nhân làm lâu, tính làm gắn bó lâu dài luôn, nhưng mà giờ cái tình thế nó vậy rồi, cắt biên chế. Rồi đọc nhiều khi cũng thương. Mấy ngàn công nhân coi như là Tết tới nơi rồi các bạn. Tết thì các bạn biết rồi, ngày bình thường thì sao cũng được, lướt lướt qua. Thấy không? Sao thì có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, không có thì nằm ở nhà ăn mì gói cũng được. Nhưng mà Tết nhất thì rất là nhiều những cái chi phí cần phải chi, lễ nghĩa, các kiểu nữa. Bởi vậy bản thân mình Tết nhất là cũng sẽ tốn nhiều chi phí hơn chứ. Chứ đâu phải là không. Bởi vì có những người mà người ta cái thế người ta khó hơn mình nữa,
mình đã thấy khó rồi, thế mình cũng có những cái khó riêng, những người khác khó hơn nữa. Rồi, về cơ bản là vậy đó. Thì giờ mình sẽ đó, bạn thấy không, so với cái bịch hồi nãy á thì cái bầu này nó to hơn, thì cây rễ cây đồ nó sẽ có thể phát triển tốt hơn, phát triển rộng hơn, nhiều hơn. Thì mình sẽ để đây chắc cỡ thêm ít nhất là 6 tháng nữa để coi cái này nó ra rễ hay không. Nó ra rễ non rồi ra rễ già mới cắt đi, cắt đi sau đó mình sẽ cắt ở đây. Cắt đây rồi đầu mình ra. Nếu mà khoảng lúc đó mà mình cắt ra xong mình coi nếu mà rễ già là mình sắp rễ luôn để mình vô cái chậu mình nuôi cho nó to luôn. Nhớ mấy cái này vẫn phải có đường thoát nước cho nó nha các bạn, thấy không? Nãy chỗ mình nhét nha. Nãy chỗ mình cắt cái chỗ này để nhét vô đây cho nó dễ á, cái nó cái lỗ nó bự quá, thì nếu mà mình không có nhét đồ vô á là đất nó rớt xuống đây, mình tưới đầu đất nó rớt xuống đó, nó rớt xuống đây thì nó bị chống cái rễ, nó không có ôm vô mặt đất á, rễ nó bị khô. Cho mình nhét cái đây để mình giữ đất nó không có nhưng mà nước vẫn nhiễu xuống được ha. Nói chung là thoát nước tốt. Mã này mấy này cây tùng này cũng hên xui các bạn ha. Có cây chiết ra, có khúc chiết ra rễ, có khúc chiết không ra. Như cái khúc này rất là khó luôn mà mình không nghĩ là nó ra được. Rồi giờ tưới cây thôi. Đâu rồi cái chậu tưới đâu rồi, như để bên này. Nhiều bạn hỏi là thấy nước nó nhiễu nhiễu vậy cần gì tưới nữa, thì mình tưới cái này là nước sẽ chảy xuống ha, và đất nền trồng nó sẽ dẻ, nó chạy theo và nó ôm cái rễ, thì cái rễ nó mới ấm, nó mới phát triển được. Khi mình tưới vô nó sẽ dẻ chặt cái đất lại. Thì như mình có chia sẻ đó, giờ mình chơi cây nó ít lại, mình chủ yếu là thú và những cái bộ môn khác, nhưng mà khi nào bị stress á, căng thẳng quá thì ra đây làm một hai cái công việc nó nhỏ nhỏ vậy đó, thì nó sẽ coi như là lấy lại tinh thần. Tưới nhẹ 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 thôi cho nước nó thấm từ từ, bạn thấy không, nước nó rút nè, rút tốt nè đó, mình tưới lên nó tràn lên đầu nó rút tốt, thì mỗi lần nó rút vậy á rễ nó đất rồi nó lèn chặt vô nhau. Cái này tưới sủng vậy luôn hả? Tưới sủng, nhưng mà quan trọng là tưới là phải tưới sủng, mà quan trọng là thoát nước tốt. Cái thoát nước là quan trọng nhất, trồng cây cái thoát nước là quan trọng nhất đó. Chúng ta tưới mà sơ sơ bên ngoài á là nhiều khi nó ướt cái lớp mặt ở trên này thôi mà nó không thấm xuống đây được đó, thì cây rễ nó đói. Mà nếu mà chúng ta tưới đẫm á mà thoát nước không tốt á là nó bị ngập nước đây, nó bị úng đó. Cho nên là cái thoát nước là vấn đề mà quan trọng nhất, rất là quan trọng. Ok rồi, xong rồi các bạn, rửa gái đồ đạc. Kéo này theo mình chắc cũng phải hai mấy năm rồi. Rồi ok các bạn, nông dân chính hiệu luôn. Thì đó, chơi làm vậy cũng vui. Bởi vậy nhiều khi các bạn thấy Nam Ngô nhiều khi tay chân cứ lấm lem chỗ này, nông dân chính hiệu luôn. Rồi ok, thì đây là một trong những cái đam mê, một cái yêu thích của mình, mà cũng là một trong những cái công việc để mà mình xả chết đồ á. Ok, thì hy vọng là các bạn cũng qua clip này thì cũng thắp lên cái chút cái đam mê về cây cối đồ này nọ, để mình có thêm một cái chỗ để mà mình cho cái tinh thần của mình nó nghỉ ngơi, nó thoải mái ha, ngắm nhìn nó rồi thao tác nhẹ nhàng đồ, nó cũng nghệ thuật đồ này nọ lắm. Ok, bye bye mọi người ha, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe.